liệu một chiếc xe từ 2007, 2008, 2009 liệu còn ngon nữa không? Liệu còn ngon nữa không? Đấy là một câu hỏi để cho anh em có thể đặt ra. Anh em mình là Tài Vận Độ. Trước mặt anh em đây là một chiếc Yamaha R6. Thời gian gần đây thì mình thấy rất nhiều anh em đang tìm một chiếc R6 để chơi. Cụ thể là bạn mình cũng là một người buôn xe phân khối lớn và cứ giờ 6 về là ra đi. Nhưng thực sự chiếc xe này có đáp ứng được cái nhu cầu của anh em hay không? Thì nó là một huyền thoại rồi. Con R6 này là một huyền thoại rồi. Ngày trước mình đã từng sở hữu một chiếc Yamaha R6 đến 2007. Con đấy của mình thì thực sự với anh em là nó quá ngon luôn, con đấy quá ngon. Tại vì là cái chiếc xe đấy mình xem rất kỹ và chiếc xe đấy chủ xe trước chăm cũng cực kỳ kỹ luôn. Qua xe đấy nếu mà để về độ ngon thì hiếm có, thì nữa mình sẽ cho hình ảnh vào cho anh em xem. Còn trước mặt anh em đây là một chiếc Yamaha cũng R6 nhưng mà mình không biết là nó có ngon như anh em kỳ vọng không. Cái clip này đây thì mình không muốn review chiếc R6 nữa, mà mình muốn nói đến là cái số tiền bỏ ra chơi một con R6 liệu nó có xứng đáng hay không. Cái đầu tiên ấy thì về giá là khoảng 200 đến 250 triệu đếp từ 2007 đến 2008, 2009 gì đó. Và anh em đếp khoảng độ 2007, 2008, 2009 thì mình tính sơ qua thì nó sẽ dao động khoảng độ 12 đến 13 năm. Đó, 12, 13 năm một chiếc xe. Thì theo anh em 12 năm một chiếc xe, liệu chiếc xe đấy còn ngon hay không? Đấy là một câu hỏi dành cho anh em đó. Cái thứ hai là số tiền bỏ ra khoảng độ 200 đến 250 triệu thì anh em có thể lựa chọn khác xe khác hay không. Ví dụ như chuyển sang dòng Lexus 3 như Z1000 hay là thấp tiền hơn nữa có thể là Z800, có thể là Z900. Còn dòng Sport thì có thể là CBR650R em nhé. Thì tất nhiên cái con đấy nó không thể thuần Sport như con này được. Con này là thuần Sport rồi và con này rất khỏe em nhé. Cái điều mà làm anh em thích thú đối với con này ấy, thì đầu tiên là về cái dáng đấy anh ạ, về cái ngoại hình của nó thì quá đẹp. Cái thứ hai là về cái âm thanh bô của nó thì thật sự với anh em luôn là chấm hết. Có hai cái điều đó thì mình nghĩ là tạo lên một chiếc R6 huyền thoại. Và con này rất mạnh. Cái thể xác của cái con này, cái trọng lượng của con này ấy, thì nó khoảng độ, mình nhớ không nhầm, khoảng độ 180 cân, loanh quanh 180 cân đấy thôi. Như anh em biết, ví dụ như một chiếc Z8 và Z1000 đi, khoảng độ 220 cân thì nó nhẹ hơn khoảng độ 450 cân cho một chiếc xe thì thật sự với em là quá nhẹ. Mình đang rất con Z8 và là rất con Z1000, rất sang con này, thật sự với anh em nó nhẹ như xốp, thật sự với em nó quá nhẹ luôn. Nó chỉ nặng bằng con Bentley 302 mà thôi. Với một cái thân hình đồ sộ như này và cộng với cái động cơ cực kỳ mạnh mẽ và cái cân nặng của nó thì là quá là nhẹ trong phân khúc, thì con này đi cái tốc độ của nó thật sự anh em, cái đề ba của nó thì thôi miễn chê luôn, chấm hết luôn anh em ạ. Nhưng liệu một chiếc xe từ 2007, 2008, 2009 liệu còn ngon nữa không? Liệu còn ngon nữa không? Đấy là một câu hỏi để cho anh em có thể đặt ra. Tại vì cái số tiền bỏ ra vẫn không hề nhỏ nhá. Mình như kiểu bây giờ anh em bỏ ra hơn 100 thôi, 120, 130, 150 thì mình không nói gì. Ngày xưa cái đây khoảng 3-4 năm về trước mình bán con R6 của mình, cái giá mình bán ra là 220 triệu con 2007, xe cực ngon cực keng luôn. Và bây giờ chiếc xe này vẫn dao động 220 đến 250, con nào xấu thì có thể 200. Thật sự với em chiếc xe này quá giữ giá luôn, mình không hiểu tại sao nó giữ giá đến như vậy. Nhưng mà thời gian tới thì không ai nói trước được điều gì cả. Có thể anh em không còn thích thú với nó nữa, có thể nó sinh nhiều bệnh tật rồi hỏng hóc linh tinh thì cái giá sẽ đau xuống. Nếu mình có số tiền khoảng độ 250 triệu thì chắc chắn luôn là mình sẽ không chọn xe R6. Mình là con người thiên về an toàn thì mình sẽ chọn xe đếp nó cao hơn. Ví dụ như dòng CBR650R mình vừa nói, hoặc là dòng CBR650F, hoặc là những cái chiếc xe là Kawasaki ZX6R, những cái xe đời mới bây giờ nó cũng loanh quanh khoảng độ hơn 200 triệu. Mình sở hữu một chiếc xe mới 2019 2020, hoặc là anh em mua chiếc xe cũ 2018 2019 rất chi ok.
Còn chuyển sang dòng Lex 3 thì mình vẫn khuyên anh em là đi ở Z8, Z9, Z1000, nó chạy vẫn cực kỳ là phấn khích. Con này thì cái mã lực của nó mình không nhớ chính xác vì lâu quá rồi, mình cũng không đi R6 và cũng không tìm hiểu về nó nữa, thì khoảng độ loanh quanh 130 mã, cũng 130 mã đi. Nhưng lại dùng từ nhưng, nó lâu như vậy rồi, liệu nó còn đủ 130 mã không? Chắc chắn với anh em là không. Mình nghĩ nó chỉ còn dưới 100 mã thôi, trừ khi con nào quá ngon. Mình không phải là thợ máy, mình đoán như vậy. Anh em biết là một chiếc xe nó đã già đi theo thời gian, thì chắc chắn là cái mã lực và cái công suất của nó không hoạt động được 100% công suất. Thì con này mình nghĩ chỉ dưới 100 mã thôi. Nên là anh em đừng so sánh là R6 nó mạnh hơn cả Z1000, R6 nó mạnh hơn cái xe đó xe kia. Nhưng mà anh em biết là đết nó sâu, thì nếu mà xe không ngon thì chắc chắn là cái mã lực của nó sẽ là giảm. Mình làm cái clip này ấy, mình không phải là gì mà R6 và cũng không tâng bốc hay là PR cho bất cứ một hãng xe nào. Đây là mình đang nói cái quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Nhưng nếu mà có một chiếc Yamaha R6 còn ngon, còn chất, còn zin thì chắc là mình vẫn mua về để mình đi. Nhưng mà tìm được một chiếc xe như thế tại thời điểm như bây giờ không phải là điều dễ dàng đối với anh em nào. Thứ nhất là mới chơi xe, cái thứ hai là không dành về xe cũ thì không phải là một điều dễ dàng. Cái đấy là tùy thuộc vào anh em mà thôi. Còn đối với cá nhân mình thì mình vẫn khuyên anh em là lên tìm hiểu kỹ, tìm được con ngon thì cứ chơi, còn không thì anh em không nên mạo hiểm, tại vì bỏ một số tiền rất lớn sau rồi mua một ông cụ về để chăm thì thật sự anh em cũng tương đối là mệt. Tất nhiên là rất nhiều shop bán xe rất là uy tín, bán xe toàn xe ngon, và xe không tốt người ta sẽ không bán. Cái đấy thì mình không nói đến làm gì, mình đang nói về cái độ tuổi con này và cái số tiền phải bỏ ra. Có lẽ là mình lên dừng clip tại đây. Clip này thì mình không có chìa khóa nên là mình không test được vô và cũng không chạy cho anh em thử được, tại vì là con xe này chỉ là con xe mình giao cho khách mà thôi, mình không bán ra nhưng mình vận chuyển cho khách. Nên là mình nhân cái dịp này mình sẽ làm clip nói về con Yamaha R6. Thì mình vẫn tôn sùng nó, mình vẫn yêu quý nó, mình vẫn đam mê nó, vẫn rất thích dòng R6 này. Thậm chí nói thật với anh em, nếu mà để mà so sánh con đời như thế này với con đời 2019-2020 bây giờ, mình vẫn thích con R6 kiểu dáng này hơn. Mình không thích kiểu R6 bây giờ đâu, tại vì nó giống R1 quá, nó là giống R1, nó không còn được có cái tôi riêng của chiếc xe nữa. Mình vẫn rất thích cái dáng xe như này, anh em nhìn nó bay này. Nói chung là thiết kế con xe này thật sự với anh em nó quá chứ là perfect. Mình đã từng sở hữu cả CBR600RR, dòng đấy mình cũng rất thích, nhưng mà để mà dành chọn tình yêu cho một con Sport ở đấy thì có lẽ là R6. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.